giới thiệu tới mọi người cái lõi lọc nước dùng cho máy ion kiềm. Lõi lọc nước này là của thương hiệu hãng Panasonic này, hàng nội địa của Nhật. Và trên tay mình là cái lõi lọc của cái mã model là TKAS 30C1. Đây nó là cái mã của lõi. Đó. Và hàng nội địa chính hãng của Nhật. Bên mình đặt trực tiếp từ bên Nhật về luôn. Đó. Và đây là một số những cái thông tin của Nhật này. Thông tin bằng tiếng của Nhật này. Đấy. Và bên này cũng như vậy. Và ở đây nó có cả mã vạch này. Mã vạch đầu 45 nhé. T45. Nó là mã vạch của Nhật. Mọi người có thể check đầu 45. Nó là ra mã của Nhật. Và chất liệu của lõi là bằng nhựa ABS. Đó, rất là đảm bảo an toàn. Và đây là một số những cái thông tin về lõi, mọi người biết tiếng có thể đọc, hoặc là không thì mọi người có thể dùng Google dịch, nó dịch sang tiếng Việt cho mình luôn. Đó, của thương hiệu Panasonic này. Đấy, đây là một số những cái thông tin này. Và lõi này thì lọc được 6.000 lít theo công bố của nhà sản xuất nhé. Và trung bình thì là 6.000 lít dùng được khoảng 1 năm, hơn 1 năm. Tùy theo mình mức độ mình sử dụng. Đó, còn thì bình thường mà một gia đình bình thường sử dụng thì nó rơi vào khoảng trung bình là khoảng 1 năm thì mới dùng lọc hết 6.000 lít nước nhé. Và nó chuyên dụng cho máy ion kiềm. Này, đây là một số cái mã này. Ví dụ như là TKAS 30C1 nó là mã của lõi lọc nước này. Và mã lõi này thì nó dùng được cho tất cả các model được in ở trên đây nhé. Đó là TKAS 30 này. TK 7208 này. TK 8032 này. Đó tất cả rồi PGA 3738 A201, 203 này, 201, 202, 203 này, 301 này, đấy, rồi 4A402, 403 này. Đấy, tất cả các mã model, đây là mã máy này, tất cả ở đây là mã máy đều dùng được cho cái lõi AS30 này nhé. Và ở đây thì còn hướng dẫn này, cách xoay, cách thay này. Thay lõi thì mình cứ dựng máy lên như bình thường nhé, không để nằm để máy nó nằm nhé. Để máy nó nằm thì nước nó sẽ chảy tung tóe ra và vào, không may là vào các bộ phận mạch điện là hỏng máy. Nên là mình cứ để dựng lên như bình thường rồi thay lõi thôi nhé. Đây đây là cái minh họa của lõi này. Và mình sẽ mở hộp ra cho mọi người cùng xem nhé. Đây và lõi lọc này, lõi lọc thì ở bên trên này họ có làm một cái gọi là băng dính quấn này, nó giống như kiểu là băng băng dính vỡ ấy. Kiểu thế, nếu mà bóc ra không bóc được nhá, nếu mà bóc ra thì bắt buộc là phải cắt đi, mà cắt đi thì nó sẽ là mất đấy, mọi người thì nó sẽ là loại cũ, mà loại cũ thì bên mình không bán, bên mình chỉ là bán loại mới và đảm bảo là còn niêm phong. Đây nếu mà bây giờ mà các bạn bóc ra là đảm bảo là nó sẽ rách rách là nó sẽ mất mất cái niêm phong thì là thành loại cũ. Đó, và đây là loại ở bên trong đấy nhá. Đây ở trên lõi này nó khắc in trực tiếp luôn này. Đây, mọi người có thể thấy này, TKAS 30C1 này và thông tin thì bằng tiếng của Nhật nhé. Chất liệu bằng nhựa ABS này, rất là an toàn. Và lõi nhỏ nhỏ này dùng cho tất cả các mã model này, tự xem nào, 2 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Một cái lõi TKAS 30C1 này dùng được cho 21 model máy khác nhau nhé. Đó. Nên là nhà mọi người mà dùng các model máy ở trên hộp này đây, thì có thể mua lõi thay thế là lõi TKAS 30 về để mình có thể thay thế sử dụng cho gia đình nhà mình, rất là an toàn và tốt cho sức khỏe, lõi tạo ion kiềm. Và toàn bộ lõi này. Lõi thì nó kích thước là kích thước cố định nhé, kích thước chuẩn zin luôn, mọi người cứ xem nó chỗ này thì 20, chỗ này nó rơi vào khoảng tầm 16 đến 17 cm, nó khoảng khoảng vậy, mình đo bằng găng tay thôi nên nó không chính xác được, nhưng mà nó rơi vào khoảng tầm 16 17 cm, khoảng khoảng vậy, đảm bảo là chuẩn zin nhé. Nếu mà không thay được chuẩn zin thì bên mình hỗ trợ các bạn trả hàng luôn. Ok, và hàng mới cam kết chính hãng, hàng nội địa của Nhật. À đây có, bên mình đặt về có cả hóa đơn đặt hàng của Nhật luôn. Đây là.
Đây đặt hàng về đấy, thì mình có cả hóa đơn đặt hàng online tại Nhật về này. Đây bên dưới này thì là trắng 1/1 tờ nhé. Đây và hóa đơn đây, mình đặt trực tiếp từ bên Nhật về luôn đó. Bên này là giấy trắng thôi, hóa đơn đặt hàng này, này TKAS30C1 này. Này và tất cả thì là in bằng thông tin bằng tiếng Nhật hết nhé. Đó. Thì nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái lõi lọc nước này, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu có nhu cầu muốn mua hoặc cần thêm thông tin gì về lõi lọc nước, tất cả các mã máy nhé, của Panasonic hay là của các hãng khác, thì có thể liên hệ bên mình qua số hotline đến góc màn hình. Số đó có Zalo luôn, mọi người cứ liên hệ qua, bên mình có nhân viên tư vấn hỗ trợ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.